cục một củ. Khi tôi trải nghiệm khui cục hàng băm có giá trị lên tới một củ. Và cái kết lời hay lỗ. Mấy này lướt tóc tóc thấy quá trời chen. Thấy cũng hay đó nên là tôi quyết định khui hàng băm cho nó đã. Quá là liên quan. Tìm trong nhà coi cục nào lớn lớn để khui mà sao không có. Nghe rồi. Nói chứ chưa đặt sao có, giờ đặt mới có nè. Cái gì vậy? Đặt chưa tới 5 giây đã có. Shipper hệ siêu nhân hay gì? Trời ơi nó bự cho bá. Cục này là phải tập trung khui cẩn thận chứ không nó rách đồ bên trong. Mở ra thì có tới 2 cục luôn. Hai cục một củ. Mỗi cục 499 cành. Chưa khui mà thấy lỗ 2 cành rồi. Mỗi kiện khui ra sẽ có 9-10 cục hàng bom ngẫu nhiên. Mấy em này cộng lại một là huề, hai là lời thôi. Đầu tiên là cục nhỏ nhất. Một cái kẹp hình dưa hấu. Cục thứ hai cũng khá là nhỏ. Mở ra thì hình như là một hộp phấn mát. Nhưng mà nó bị bể tè le hột me. Cái gì vậy bà nội? Trời ơi, trời ơi, cứu tôi. 60 cành. Cục tiếp theo có giá trị 60 cành. Mở ra thì toàn là kẹp tóc. Ê mà được mấy cái kẹp hình con bướm này khá là xinh nha. Giả bộ kẹp vô tay làm cái nhẫn cũng bá cháy. Mời đẹp. 30 cành. Cục gì mà nó dài dài thon thon vậy? Ủa sao nó quen quen ta? Thì ra là cái bút chì tím liệm xìm xìm siêu to khổng lồ. Không nhẫn vừa dùng để viết mà còn dùng để mút đứa nào mình ghét luôn. 70 cành. Chuyện 70 cành gì mà nhỏ xíu vậy ta? Mở ra thì có một cái quyển chibi hình màu mè hoa lá hẹ. Có ai biết cái quyển này để làm gì không ta? Cũng dễ thương đó nhưng mà tôi không biết dùng để làm gì. 31 cành. Mở ra được một em mắt kính khá là xinh xẻo. 241 cành. Cục này giá trị cũng cao, khui ra nguyên đống đồ rất xinh. Ủa gì vậy? Khui được mấy hộp nhẫn hình trái dâu luôn nè. Kèm thêm mấy cái nhẫn nơ quá là xinh. Bỏ vô hộp nhẫn trái dâu mang đi tặng crush là hết sạch. Làm gì mà càng mở càng ra nguyên đống dâu luôn vậy trời. Tức muốn rụng dâu luôn á trời. 39 cành. Kiện tiếp theo mở ra thấy mấy cái vật thể lạ không biết là gì hết trơn. Thì ra là mấy cái bút phát sáng phép thuật Win Enchanted. 405 ca. Giá trị cục này cũng khá là lớn nha. Mở ra thì được một chiếc đầm body. Màu sắc quá là sơn. Và một cái bộ đồ tập gym. Nhưng mà nó bị dính cái vết gì nghe áo vậy trời. 192 ca. Cuối cùng là cái cục bự nhất. Là hai cái nón gấu quá là cute. Thời tiết này mở chúng cái nón lông. Nên vui hay nên buồn. Vui là vui là vui chung mình vui nhiều. Nói chung nãy giờ miệt mài cũng mở được đống đồ vậy. Dài cái xài được, dài cái không biết xài sao. Còn tiếp một cục nữa này nhưng mà clip dài quá đợi phần sau đi nha. Giờ gỡ nón ra cho bớt nóng coi.